Chào mọi người, quay lại kênh máy khoăn cũ của mình. Thì hôm nay mình có một số máy như thế này giới thiệu tới mọi người xem rồi ủng hộ mình nha mọi người. Hôm nay thì cũng có một số máy khá là ngon, rồi có cái sục oxy đồ được kìa, cái sục oxy của Nhật luôn. Nói nổi mình đi đẹp lắm. Đầu tiên thì rất là cảm ơn những cái like và comment ủng hộ của mọi người, đặc biệt nhất là những đăng ký. Đăng ký là để mọi người dễ theo dõi mua hàng thôi nha mọi người. Ở phía bên tay phải á, góc phía bên tay phải, góc phía dưới của video á. Đó. Thì đăng ký thì mọi người dễ nhận thông báo của video sớm hơn thôi nha mọi người. Mua những cái mà mình thích chứ không để người khác mua trước. Cũng có nhiều trường hợp như vậy rồi. Rồi, mình vào đây chỉ nữa nha mọi người. Đây này, có là ống đông này, bàn vịt Monty này, bàn vịt 6506 này, Makita 14 này, cưa này, mắc này, khoan bê tông này, bàn vịt Makita 18V này, vịt Hitachi 12V, vịt Hitachi 12V, vịt Hitachi 14, khoan bê tông Hilti, sạc Makita, bàn đinh thì hôm bữa mình có bán một con bán phụ kiện 350-400 gì đó mà mọi người dành nhau mua. Hôm nay mình cũng lấy một con ra bán tiếp nha mọi người. Bàn đinh ghim của mắc này, con là ngon. Rồi, bây giờ không để mọi người chờ đâu thì mình vô chi tiết luôn nhá. Để mình Hà đưa sạc kia mày quay tới đây xíu nhá. Rồi, rồi đây, đầu tiên là mình có cái này này. Cái này là cái bên chỉ đoán thôi là nó là cái sục oxy hồ cá, nhưng biết có phải không, có chữ E này là gió này, đoán vậy. 1.2 đến 1.1W, 100V, rất là nhẹ điện. Mình cắm để thử nó nhé. 100V nha mọi người. Hay lắm. Này, nó thổi ra đây. Này, mọi người nghe tiếng này, rất là êm. Đó, nó thổi hơi ra đây. Mình đoán nó là cái sục oxy hồ cá. Này, 4 chân su ở dưới này để chống rung này. Bốn chân su chống rung, nói chung là rất là xịn. Mà nguyên khối luôn, cái này hình như thả xuống nước được hay đắng ấy. Như thế này có thể là chống nước hơn á. Đó, rất là hay nha mọi người. Cái này thì là mình dùng bán chơi thôi, chứ cũng chẳng lời lại chứ. Cái này bán 30.000 nha mọi người. Cái này bán 30.000 nhá. Cái này 30.000. Số 1, 30. Một, 30.000. Một này. Rồi, tiếp. Đây có một con. Con này gì nhỉ? Bản vịt Makita 18V không chổi than. Con này là XDT15 đấy. XDT15 đó. Con này thì không có chỉ lực, nhưng mà có hình như có chứ, có nhánh chậm và auto này là vào thì chậm, nhưng mà có tải thì nó tự động máy lên, còn ra thì nó mạnh được chưa. Con này đầu hơi nhít thôi chứ không rớt. Vỏ pin này là vỏ pin Makita 18V zinc đó, made in Japan đó. Chưa mở lên mọi người này, con kỳ siêu này. Mà thằng nào chơi ảnh thì cái máy cắt ngang đây, không biết cắt có sâu, mình nghĩ cũng sâu. Từng này thì cũng sâu. Nó cắt ngang đây luôn. Thì coi như cái vỏ pin này thì coi như mình khuyến mãi cho mọi người thôi, cho mọi người thôi nhá. Cho mọi người về mọi người đóng lại thôi, cho mình không có tính tiền cái vỏ pin này đâu nhá. Được chưa? Mình tải con này này. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, chậm này, auto này, đó, nhanh này, ngon nha mọi người. Thân máy vỏ pin 1.3, 18V không chổi than, Makita. Con số 2,
Số 2, 1 triệu 3. À, số 4. Số 4 con này là bánh đính mắt 7 gồn 2. Máy rất là đẹp, con gần như mới nha mọi người. Máy rất là đẹp, con gần như mới luôn. Này, made in Japan này. In nổi trên nhựa này. Đính của nó này, đính này đính U. Đính U nha. Đính này hình như là 10 hay 12 gì đó. Mình cũng rõ cái này. Rồi, bản thử này. Cục pin này thì con cầm nhưng mà mình không có báo cầm pin nhá. Cục pin con cầm nhưng mình không có báo cầm pin. Để tắt này, bật này. Đó, ok chưa? Chưa? Rồi. Con này thân máy vỏ pin 800 nha mọi người. Máy rất là đẹp. Thân máy vỏ pin 800. Số 3. Máy đẹp nhá. 800 thân máy vỏ pin. Rồi, số 4. Số 4 là con bánh vịt Hitachi 14.4V. Đầu không rơ này. Ngoài hình đẹp. Con này mà vệ sinh này đẹp lắm. Này, mọi người thấy dính bùn đất không? Con này vệ sinh này trên 80. À. Đúng rồi, mất cái này ấy, nó bị tróc một xì xì số ở đấy thôi. Thì mình nhận sẽ 80%, nếu như con cái này nữa thì phải 90% nữa. Này, đầu chụp nó đẹp hết này, được chứ. Con này vệ sinh này đẹp. Đây, tem của nó này. Đó, kiểm tra thử rồi. À, con này là con có nhanh chậm đấy này. Điều tốc thẳng ngon. Đã chiều, ngon. Đen. Ok. Bảo pin ok luôn. Thân máy, con này không có bảo pin. Thân máy 550, máy đẹp. Số 3, thân máy 550. Số 4. Số 4 là một con bánh vít Ryobi 14.4V. Ô bảo pin có bán một con rồi, con kia thì cái tem đẹp hơn con này xíu. Con có cái móc, con này cũng có cái móc. Đầu không rỡ nha mọi người. Đó, Ryobi thì mình nói rồi. À, kẹp chân âm dương nó không có chạy đâu. Mình bỏ kia mạch pin rồi. Mình thử. Dương này. Âm này. Ở đây, giống con hôm bữa đó. Cũng chạy luôn nha mọi người. Ngoài hình thì đẹp, đâu này. Chạy. Con này về vệ sinh con đất cả thế này cho vệ sinh ra đẹp lắm. 180 luôn. Nhanh gọn nẹ. Mấy đâu. Ô chết, hai con số 3 rồi nha mọi người. Hai con số 3 rồi. Con này tiếp con số 5 đây. Số 5. À 180.000, đó, mày chết. 180.000 về mọi người từ sửa. Rồi, cũng như con hôm bữa này. Bản đinh bê tông Hilti GX120. Mọi người biết GX120 bản đinh bê tông rồi. Máy mà ngon chạy tốt thì 10-12 triệu một con, 6-7 triệu một con. Đó. Còn cái này là mình chỉ bán cái xác, bán cái phụ kiện. Xác để về mọi người lấy phụ kiện. Thật ra khi mọi người mà mua phụ kiện á, là riêng cái đầu này á, là đã 800.000 một cái đầu này này. Cái đầu bản này thôi này. Là hôm bữa mình hỏi giá là 800.000 cái đầu bản này rồi này. Đó, một cái đầu sắt này thôi nha mọi người. Để là mình hỏi giá 800.000 bên chính hàng Hilti á. Rồi Hilti đắt á, đắt kinh khủng lắm. Đây, người ta mở ra rồi này. Nói chung là mình chỉ để mọi người lấy phụ kiện thôi nhá. 350.000 cũng bán hôm bữa luôn. Số 6. 350. Số 7 con này là bàn vít Hitachi 12V. Con này có nhanh chậm là DMR2 đây. Đầu không hề rơ. Vỏ pin cao. Để thử nó. Đầu không rơ, vỏ pin cao nha mọi người. Con này có nhanh chậm.
Trời trời, mày đã chưa? Im, mày điều tóc thẳng ok. Đã chưa ok, nhấn chậm này. Ô. Tại đã hồi này giờ tốc độ chậm mà mình cứ tưởng tốc độ nhanh rồi. Quá tốc độ nhanh nhanh mày hơn nữa. 550 nha mọi người. Con này quá ngon, ngoài hình không đẹp. Ngoài hình thì không đẹp nhưng mà quá ngon. Bài thân máy vỏ pin 550 8 8 con này là bản đính biệt à, con này bị bản đính là mọi người Hilti cơ kiếm Hilti 36V. Con này thì mọi người về để phụ kiện hoặc là mọi người sửa sửa thì hồi trước là mình có bỏ luôn cái đế này rồi bỏ cái đế pin mà 18V vô chạy cũng ngon. Thì có nhiều bình bản sạc cho mọi người thôi nhé, sạc hoặc phụ kiện. Mọi người lấy cái con này này, để con này cũng là tiền không đây mọi người này. 7, 8 300 ngàn. Đó. Đây, ở đây mình có một con 6507. 6507 mà con này thì mọi người nhìn mới như thế này đâu, nhưng mà thật ra không phải nó mới đâu nha mọi người. Nó tróc cao su rồi này, rồi mất tem rồi này, nhưng mà thật ra nhìn thì nó mới thật. Nhìn thì nó mới thật á, không biết người ta đã lột chân nó ra rồi. Ủa, bị gì rồi đấy? Em mới chạy đón chạy nữa rồi. Cái dây kẹp này của riêng ta. Dương dưới. Âm trên. À, chạy rồi này. Đây 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 đây. Cái kẹp của mình có vấn đề nha mọi người. À, mà con này cũng bị mất tiêu tốc rồi. Con thẳng rồi. Này. Giờ mình tổng kết lại con này nhá. Máy đẹp. Mất tiêu tốc. Có thắng nhông êm đó, nghe tiếng như thế này êm rồi này, đâu không hề rớ nha, đâu không rớ lắc nha. Rồi về mọi người sửa cái đầu tóc, được tóc này thì mọi người vệ sinh công tắc thôi, đơn giản này. Mà được tóc sợ nó không bảy thì mình còn 600 200 thôi, bạn 400 số 9 thân máy vỏ pin 400. Thật ra mọi người không có sửa được tóc vẫn sai vẫn sai được, vẫn sướng. Là ông đông red đây. Cái này thì nó có cử nó đàng hoàng đây, nhưng mà không có mọi người là ông đông, là ông đông thì mọi người phải bỏ cái chụp đồ vô cái đó thì mọi người biết rồi, dẫn đến lệnh thì hiểu rõ rồi. Mình thì không rõ cái này, cái này là chỉ là cái thân máy nha mọi người. Thân máy thế này con phụ kiện về mọi người phải mua bỏ vốn nha. Cái này thì mình không cười rành về cái vấn đề này lắm. Này, mày xem này. Lấy vô này, ra này. Đó, chạy ngón nha mọi người. 742, về mọi người đóng 2 xeo pin nơi ông qua đây xài ngon. Nhà điện này nhá, 300 nhá, thân máy vỏ pin 300. Mấy rồi, 10. Thân máy vỏ pin 300. Đợi mình chụp, đây là đổi đồ tới coi. Ở đây là mình có con này. Bản vịt mắc, mắc thì mọi người biết rồi, hàng gọi là đỉnh của nội địa Nhật. Bản vịt mắc 14.4V không trội than. Đó, nghe tiếng êm không?
Đó, được chưa? Quá êm nha mọi người. Con này bị mất cái tém rồi, nhưng mà ngoại hình vẫn đẹp. Mất cái tém rồi nhưng mà ngoại hình vẫn đẹp nhá. Này, nó có chỉ được này, hình như 4 số á. Đó, còn nút bên này nút bật đèn. Ồ, đèn không sáng. Đèn không sáng nha mọi người. Đầu không rơ này, đầu không hề rơ này. Bàn vít không chổi than, mắc 14.4V, được chưa? Con này thì mình có móc bên này, mắc rất là hiếm móc này. Con này thì mình không có vỏ pin nha mọi người. Thân máy 900. 11 thân máy 900. Rồi, 12. 12 con này là con này nó sao ta? 6506, 6506 là nhỏ, nhẹ và mạnh nhất đời 12V của Nati. À không phải mạnh nhất mà gọi là tua nhanh nhất của Nati 12V chứ. Nhỏ, nhẹ và tua nhanh nhất của đời Nati 12V. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Con này rất là gọn nhẹ nha mọi người. Con này đi chung với cái vỏ pin thấp này. Vỏ pin thấp này vận động 6 xe bình thường. Mọi người động lệch ra thôi. Vận động 6 xe bình thường. Đi như thế này là thì quá đẹp, quá gọn nhẹ mọi người xem này. Xí tương lý cho mấy 450 nha mọi người. 12 thân máy vỏ pin 450. 450. À, 13. 13 là cục sạc Makita 10 742 tới 18V sạc pin đây, ông pin đây mới này. Được chưa? Sạc này là sạc Zin 100V, pin đã tải ok rồi. 300 nha mọi người. 100V nhá. 13. 300. 13 300. Tiếp. Thì vào đây là có một con bàn vít Hitachi 12V. Máy đẹp. Đâu không rơ. Tróc một xíu su ở đây không ăn thua. Giật giật, tại ra là do tuột cái dây này. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Đó, máy rất là lực nha mọi người. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Thân máy vỏ pin, con này là con này bán rẻ thôi. Con này rẻ nhất video đấy thôi, 4 tắc. Tính về giá trị á, 4 tròn nha mọi người. À, 14 400. Đây, hôm bữa mình rất là bực mình con này. Con này thì là hôm bữa là mình đăng video này đấy nữa. Đăng video của con này đấy nữa. Con này hàng bị hoàn về này. Rất là nhiều người hỏi mua con này, rất là nhiều người luôn á, mà cuối cùng mình bán cho một anh khách quen mà cuối cùng bị hoàn. Rất là buồn, thật sự rất là buồn. Đây, máy đẹp này. Đẹp, êm, điều tốc thẳng ok, được chưa? Đầu không rơ, nói chung là mọi chức năng ok hết. Đèn sáng này, cục pin này, cục pin con chạy lên này, bốn đèn này. Thấy cục pin này là của Trung Quốc đóng, thì nó về trong lô hàng Nhật của mình thôi. Trung Quốc nó vẫn đóng pin này xuất qua Nhật. Không, cái này là đúng, người ta có đóng pin này xuất qua Nhật nha mọi người. Regen battery này. Đó. Đó, bảo pin này. Cục pin con cầm con chạy bình thường rất là mới, được chưa? Đó, con này ấy, thì thân máy là 650.000, cục pin này mình chỉ bán là 100.000 thôi, vì tại là cục pin này trong đồ bài về nên mình không có bảo hành cục pin này, mình chỉ bán cục pin này còn 100.000 thôi.
là 750 ngàn, 650 với 750 chứ. À, hôm bữa rất là nhiều người họ mua con này mà cuối cùng anh khách quen mua được của cô ngoại hoan mình, rất là buồn. 750 thân máy, còn cục pin con chày này, bốn đèn nó hoang này, bị hoan một tên nữa đấy. Anh đó thì cũng chẳng có gì, anh đi công tác xa nhờ người ta nhận dùm, nhờ người ta nhận dùm cuối cùng người ta chẳng chịu nhận. Người ta chẳng chịu nhận, cuối cùng là bị hoàn về luôn. Con này là khoan bê tông Makita 16V không chổi than, con này thì mọi người biết rồi, nó rất là mạnh. Con này là 242 nha mọi người, 242 khoan bê tông không chổi than Makita 4 chức năng 242. Chế độ khoan này nhóm êm nha mọi người, này cái này là cái đầu chụp nhựa của nó thôi chứ đâu không rỡ đâu, mọi người đừng có nhìn vậy mà kiểu đâu rỡ nha, đâu không rỡ đâu nha, cái này nó xuống chơi hết thế này đó, chứ không phải đâu rỡ đâu nha. Đó, chế độ khoan, chế độ đục ok hết rồi. Con này thân máy, thân máy bình bản 3 triệu 2 số 16, thân máy 3 triệu 2 17, 17 thì mọi người biết rồi. Bê tông hữu tí không chổi than 36V, mình test trước rồi mình nói ngoại hình thôi cho mọi người, mình quay ngoại hình cho mọi người xem nhé. Cái này thì mình không có vỏ pin, cũng có pin thử, mình chỉ thử bằng cái để chuyển này thôi, để chuyển hai pin Makita 18V đó, chế độ đục này, đục xoay mùi đó, khoan bê tông này, khoan này, mọi người nghe tiếng nhông êm này, có đèn nhá. Đó, thấy chưa? Rồi. Mọi người xem này. Bình thường thì con không bị bắn đinh như thế này á, thì bình bản là 1 triệu 8, nhưng con này bình bản 1 triệu 6. Mọi người xem này, ở đây có cái đinh này. Nó bắn ra bình cũng trả mày rồi, nhưng mà nói chung là nó không thể đẹp như mọi người muốn được. Nhưng mà chẳng qua hai cái đinh này không có ảnh hưởng tới máy nha mọi người. Vỏ pin hiếu à, vỏ máy này hiếu tí này á, ở cái chỗ này hai lớp. Cho nên người nó bắn á không vào tới được cái cuốn đâu. Không ăn thua nha mọi người. Chẳng qua ngoài cái vỏ thôi. Đó. Ngoài hình cũng ok. Đó, mình bán 1 triệu 6 nhá. Chẳng qua là ngoài hình nó bị xấu đi thôi. Thật ra ngoài ngoài hình cũng xấu. 1 triệu 6 thân máy nha mọi người. Mười mấy đây nhỉ? 17 đây, 18. À 17 chứ. 16 giờ tới 17. 17, 1 triệu 6 thân máy nha mọi người. 1 triệu 6 thân máy. Rồi, tiếp con này. Cưa Makita có chổi than 14.4V. Con này thì lưỡi nó bị mẻ khá là nhiều rồi. Thì bình thường con này mà lưỡi ngon thì mình bán 650-700. Nhưng mà con này như thế này mình sẽ là gọi là trừ lại tiền lưỡi cho mọi người. Coi như cái lưỡi này mình tặng thôi nhá. Lưỡi này mình tặng thôi, mình không có tính tiền lưỡi vào đấy nhá. Mình chỉ tính tiền thân máy thôi, thân máy là 550 ngàn. Ngoại hình của nó thì đẹp nè mọi người, xem cái tem này, à cho mọi người xem cái chức năng của nó đấy chứ, nâng hạ bàn này ok này, được chưa, nghiêng này, nghiêng bàn này ok, nghiêng 45 độ được chưa này, ngoại hình đẹp này, đó chữ Makita còn nguyên này, tem này, tem y nguyên nhá, rồi một thằng camera được chưa. À, đây có một cái cự này, cái này hơi bị cong, cái cự đây là cái cự thôi chứ không phải là cái mấm của nó đâu, cái này tháo ra được nha mọi người, về mọi người gõ là gãy được này, mọi người xem này, đây, cầm rụt nó ra thôi, gõ bỏ xuống mặt phẳng khoảng gõ nghe được này, còn cái bàn thì không có vấn đề nhá, bàn vẫn phẳng nhá, được chưa. Rồi để thử nó,
mắc cái gì đấy. Đây, thì ra pin 4A, quả này pin 4A nó có cái cự chặn, chặn ở đây, nó không cho vào. Pin 3A thì nó mới cho vào nha mọi người. Đó, ngoài hình đẹp, có đèn, thẳng ok. Ngon nha mọi người. Về ngoài từ vệ sinh, máy thì mình chưa vệ sinh. Chưa vệ sinh mà đẹp như là về thì quá chuẩn rồi. À, bao nhiêu? 18 rồi, 17 rồi. 18 này, đây mới 18 này. 18. Bên chỉ bán giá thân máy thôi. Rồi thì cái rồi đó rồi hư rồi. Bên tặng mọi người về thích làm video ra. 550 nha mọi người. 18, 550. Rồi, tới đây kết thúc video của mình rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình.